Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin Dự báo giá tiêu ngày 2 tháng 12 năm 2021 được phát trên kênh ZQYS. Lời đầu tiên về bản tin dự báo giá tiêu ngày 2 tháng 12 năm 2021. ZQYS muốn gửi cho quý vị và các bạn cùng tham khảo một số tin tức đáng chú ý liên quan đến giá tiêu ngày hôm nay như sau. Theo Cục Xuất nhập khẩu, sau khi tăng mạnh và ghi nhận mức cao kỷ lục, giá hạt tiêu đen và trắng tại thị trường nội địa giữa tháng 11 giảm lần lượt 3.000 đồng 1 kg và 2.500 đồng 1 kg so với cuối tháng 10, ngưỡng cao nhất xuống còn 86.500 đồng cho đến 88.500 đồng 1 kg đối với hạt tiêu đen và 128.500 đồng cho đến 130.500 đồng 1 kg đối với giá hạt tiêu trắng. Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa giảm là do nhu cầu thu mua chậm lại trong bối cảnh Trung Quốc đang siết chặt phong tỏa nên lượng mua hàng từ Trung Quốc không cao như dự kiến. Đồng thời, việc thu mua chậm lại do tình trạng tắc nghẽn ở các cảng Mỹ khiến lượng hàng hóa không được lưu thông thuận tiện, dẫn đến doanh nghiệp giao hàng cầm chừng. Cục Xuất nhập khẩu dự báo, giá hạt tiêu có khả năng sẽ tăng trở lại sau khi giới đầu cơ ngưng bán hàng ra và các đại lý cũng bán hàng cầm chừng. Trong thời gian này, các thị trường giảm nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam bao gồm Hà Lan, Pháp và Nhật Bản. Bên cạnh đó, tốc độ nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ từ Việt Nam tăng thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung. Bù lại, ngành hạt tiêu Việt Nam cũng đã khai thác tốt các thị trường Đức, Nga, Anh, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nhu cầu nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc được dự báo sẽ tăng mạnh vào dịp cuối năm. Điều này sẽ tác động tích cực lên giá hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh nguồn cung nội địa gần như đã cạn kiệt và nhiều khả năng lượng hàng đầu cơ từ những năm trước sẽ được bán ra. Theo như thống kê và báo cáo của các tỉnh thành gửi lên cho thấy, giá thu mua hồ tiêu tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và miền Nam ngày hôm nay đang ghi nhận quanh mức thu mua từ 83.000 đồng 1 ký cho đến 88.500 đồng 1 kg. Cụ thể về bảng giá thu mua hồ tiêu trên toàn quốc ngày hôm nay như sau. Tại tỉnh Đắk Lắk, giao dịch ở mức 84.500 đồng 1 ký cho đến 86.500 đồng 1 kg. Còn về tỉnh Gia Lai, ghi nhận từ 83.500 đồng 1 ký cho đến 85.500 đồng 1 kg. Đối với tỉnh Đắk Nông, được thương lái thu mua trong khoảng 84.500 đồng 1 ký cho đến 86.500 đồng 1 kg. Còn về giá thu mua hạt tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm nay, được ghi nhận là 86.500 đồng 1 ký cho đến 88.500 đồng 1 kg. Với mức giá này, thì Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là tỉnh dẫn đầu giá thu mua hồ tiêu trên cả nước hiện nay. Bên cạnh đó, Bình Phước đang ổn định với giá thu mua hạt tiêu hiện nay từ 85.500 đồng 1 ký cho đến 87.500 đồng 1 kg. Cuối cùng là tỉnh Đồng Nai, tiếp tục giữ mức giá thấp nhất của cả nước hiện nay là 83.000 đồng 1 ký cho đến 85.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Theo số liệu thống kê từ cơ quan của Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu hạt tiêu của nước này trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt xấp xỉ 41 triệu đô la Mỹ, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc từ Việt Nam trong thời gian này tăng 10,9%, đạt 12,52 triệu đô la Mỹ. Thì phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 25,66% trong 9 tháng đầu năm 2020 lên 30,54% trong 9 tháng đầu năm 2021. Trong những tháng đầu năm 2021, dung lượng nhập khẩu hạt tiêu của Anh ở mức cao và tương đối ổn định. Đồng thời, mức tiêu thụ bình quân đầu người ở Anh có xu hướng tăng. Do đó, đây được xem là thị trường tiềm năng lớn đối với các nhà xuất khẩu trên thế giới. Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế, nhập khẩu hạt tiêu của Anh trong 8 tháng đầu năm 2021 đạt 41,65 triệu đô la Mỹ, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, trị giá nhập khẩu hạt tiêu của Anh từ Việt Nam đạt xấp xỉ 16 triệu đô la Mỹ, tăng 43,9%. Thì phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Anh tăng từ 29,1% trong 8 tháng đầu năm 2020 lên 38,36% trong 8 tháng đầu năm 2021. Nhu cầu nhập khẩu tăng cao và lợi thế về hiệp định thương mại tự do đã tạo điều kiện thuận lợi để ngành hạt tiêu Việt Nam gia tăng giá trị và thâm nhập sâu hơn vào thị trường Anh. Như vậy, có thể thấy nguồn cung không còn nhiều, dù Việt Nam gia tăng nhập khẩu tiêu từ các nước nhưng cũng chỉ chiếm 10% so với xuất khẩu. Qua đó cũng thấy nguồn hàng xuất khẩu của các nước cũng không còn nhiều, điều này sẽ tiếp tục đẩy giá tiêu tăng đến cuối năm. Do đó,
giá tiêu vào tháng 11 năm 2021 là quãng thời gian mà giá tiêu điều chỉnh nhẹ sau tháng 10 tăng nóng. Rất có thể đỉnh sẽ rơi vào cuối năm và trong tháng 12. Dự báo, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu tiêu thụ cuối năm. Sau khi chạm mốc 90.000 đồng 1 kg, thị trường hồ tiêu trong nước chứng kiến các đại lý đẩy mạnh bán tháo hàng hóa để thu lời. Đà suy giảm của giá tiêu còn được lý giải bởi nguyên nhân nền kinh tế lớn nhất châu Á cũng là thị trường quan trọng của hồ tiêu Việt Nam đang giảm tốc vì COVID-19. Dựa trên giá một số mặt hàng trọng yếu và giá giao dịch tàu biển suy sụp cho thấy đà tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc đang chậm lại. Do đó, sức mua cuối năm của thị trường này sẽ không mạnh như mọi năm. Ghi nhận thực tế, hiện lượng hàng mà thương lái Trung Quốc mua mới chỉ bằng 3/4 so với mọi năm. Do đó, nếu thương lái Trung Quốc hạn chế sang mua để chuẩn bị cho dịp lễ Tết, giá tiêu sẽ vẫn tăng nhưng không quá mạnh, tối đa 100.000 đồng 1 kg. Ngược lại, nếu Trung Quốc tăng cường đơn hàng, giá tiêu thậm chí vượt mốc quan trọng 100.000 đồng trên kg. Do đó, sự suy giảm từ thị trường Trung Quốc thời gian qua cũng là một phần nguyên nhân khiến giới đầu cơ muốn chốt lời nhanh ngay khi chạm mốc 90.000 đồng 1 kg. Theo các cơ quan quản lý và chuyên gia đều nhận định, giá hạt tiêu toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu tăng cao vào dịp cuối năm. Đối với đại lý và giới đầu cơ thì đây là thời điểm chốt lời. Còn với người dân là tâm lý chờ đợi giá tốt để bán nhằm trang trải công nợ tiền phân bón v.v. Hiện giá hồ tiêu tăng lên, người trồng tiêu không còn bị lỗ và khả năng sẽ có giá tốt hơn trong tương lai. Nhưng theo chuyên gia, ngành hàng này vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Khi giá cước vận chuyển xuất khẩu ở mức cao do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chi phí nguyên liệu đầu vào cũng đang gây ảnh hưởng đến lợi nhuận. Thời gian qua, giá thu mua hồ tiêu không đồng nhất tại các địa phương, thậm chí các đại lý trong cùng địa phương. Có đại lý thu gom mức cao, có đại lý tỏ ra thờ ơ, bởi những nơi thiếu hàng buộc phải thu gom ở mức cao, nơi mua đầu cơ thì ghìm giá. Lâu nay giá hồ tiêu vẫn luôn là một cuộc đấu trí giữa bên mua và bên bán. Trước sức mua lớn vào, để đáp ứng nhu cầu cuối năm ngày càng cao, cùng lượng cung xuất khẩu của nước ta không còn nhiều, nên các chuyên gia tự tin giá tiêu trong nước sẽ phá mốc 95 triệu đồng tấn trong thời gian tới. Xu hướng mở rộng diện tích trồng tiêu khi được giá cũng ghi nhận ở đa số địa phương có thế mạnh về trồng hồ tiêu. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, người dân không nên cứ thấy giá tiêu tăng cao, có lãi là ồ ạt trồng. Thay vào đó, người trồng tiêu nên tập trung chăm sóc vườn tiêu hiện có theo hướng hữu cơ, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm. Theo chuyên gia tư vấn, giá hồ tiêu quay đầu giảm trong nửa đầu tháng 11 do chịu tác động bởi một số yếu tố như một công ty lớn trong nước đã cố gắng thúc đẩy thị trường bằng cách bán giá thấp hơn thị trường. Nhưng ngay lập tức mua với số lượng lớn hơn thông qua các đại lý, thương nhân khác nhau, bán giá rẻ hơn thị trường với số lượng ít nhưng mua vào số lượng lớn hơn. Điều này đã gây đợt điều chỉnh giảm giá trên thị trường hồ tiêu. Bên cạnh đó là làn sóng xả hàng chốt lời của giới đầu cơ trong nước. Điều này cũng khiến lượng hàng tồn kho trong năm 2021 trở nên ít hơn, lượng xuất khẩu tháng 11 và tháng 12 dự kiến khoảng 25.000 tấn cho đến 30.000 tấn. Nguồn tài chính eo hẹp, trong khi nông dân, các đại lý giới đầu cơ cần tiền để tập trung cho vụ cà phê đang vào chính vụ. Ưu tiên của các đại lý hiện nay là kinh doanh cà phê khi thị trường hấp dẫn. Các nhà sản xuất, xuất khẩu cũng bán hàng tồn kho để tăng vốn tạm thời khi mà dòng tiền xuất khẩu quay vòng chậm do tắc nghẽn và vận chuyển hàng hóa lâu hơn bình thường. Mặc dù đã hạ nhiệt trong tháng 11, nhưng giá tiêu nội địa vẫn đang cao hơn 55% cho đến 57%, tương ứng tăng 30.000 đồng 1 kg so với đầu năm nay. Trong bối cảnh nguồn cung không còn nhiều và nhu cầu vẫn ở mức cao, giá tiêu được kỳ vọng tăng trở lại trong tháng 12 khi dòng tiền xuất khẩu quay vòng. Từ đầu năm đến nay, do nguồn cung sụt giảm, nên xuất khẩu của các nước sản xuất chủ chốt trên thế giới đều thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng bù lại, giá tăng cao đã mang đến hy vọng hồi sinh cho ngành hồ tiêu thế giới sau nhiều năm suy giảm do dư thừa nguồn cung. Rick Hughes xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo giá tiêu ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và nhấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá tiêu mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn có những buổi xem vui vẻ và hạnh phúc. Mến chào và hẹn gặp lại!